xin cho hỏi một vị cư sĩ nếu có tà, tà kiến nhưng giữ trọn vẹn năm giới thì có gây ác nghiệp không và có về cõi trời không ví dụ như đạo kỳ na ra thể họ có tà kiến nhưng giới luật của họ có nhiều điểm tương đồng với năm giới của phật giáo vậy nếu họ giữ giới luật thì họ có nghiệp tốt không trong kinh, uh, kinh thứ hai của trường bộ thứ hai của trường bộ uh, kinh gì sa môn quả thì trong chú giải uh, có nhắc đến uh, sáu vị uh, ngoại đạo nổi tiếng lúc bây giờ thì trong số đó, đó có một vị có một vị mà đệ tử của vị đó mặc dù trong sáu vị ngoại đạo thì họ có tà kiến thì hầu hết chết đi địa ngục nhưng mà trong số đó có những vị đệ tử chết sanh thiên mặc dù họ có tà kiến nhưng mà do đâu họ được sanh thiên đó là họ mặc dù có tà kiến nhưng mà họ vẫn tin vào nghiệp và quả của nghiệp cho nên ấy, chính bởi vì họ tin vào nghiệp và quả của nghiệp cho nên họ sanh thiên còn um, khi mà chúng ta làm phước uh, chúng ta giữ giới mà chúng ta thiếu cái chánh kiến thì cái quả phước nó vẫn trổ nha Chưa nói quả phước nó vẫn trổ uh, nhưng mà chúng ta thiếu cái phước trí tuệ muốn có phước trí tuệ thì mình phải gieo cái nhân chánh kiến còn mình không gieo được cái nhân chánh kiến uh, ít nhất là mình phải tin vào nghiệp và quả của nghiệp thì uh, mình phải có cái nhân chánh kiến thì mình mới có phước chánh kiến nhớ những cái phước nào ra phước đó uh, mình giữ cái giới không sắc sanh thì mình được cái phước tuổi thọ nhưng cái phước tuổi thọ đó nó không có đi kèm cái phước trí tuệ muốn có phước trí tuệ thì mình phải làm cái phước có trí tuệ nha Mình quý vị biết rồi uh, mình có tuổi thọ mà mình thiếu trí tuệ thì mình không có phước trí tuệ thì già dạ, nó ngu đơn giản vậy thôi à, rồi mình có phước bố thí mình giữ cái giấy không trộm cắp thì tài sản của mình không mất được nha tài sản của mình không mất được à, nhưng mà mình thiếu trí tuệ cho nên nó có một số người đấy mặc dù họ thiếu cái phước trí tuệ họ không có trí tuệ Uh, nhưng mà họ vẫn giàu và họ vẫn không có bị mất mát tài sản bởi vì nhiều người thương họ lo cho họ uh, thậm chí uh, sư biết là có những cái con chó đó mà nó kế thừa tài sản từ chủ của nó mà kế thừa từ cái đời chó này nó xuống tới cái đời chó khác mà tài sản dành cho nó đó, uh, vẫn không bị mất bởi vì có những người Lo kinh doanh tài sản và giữ gìn tài sản dùm cho nó Mà quý vị cứ nghĩ đi Giàu thì giàu chứ một con chó hưởng được bao nhiêu Đấy Cho nên cái phước nào ra phước đó Cái nghiệp nào ra nghiệp đó ha Mình tạo cái phước Giữ giới Mình vẫn có thể sanh thiên Nhờ phước giữ giới Tuy nhiên thiếu phước thiếu tuệ Đơn giản vậy thôi còn quý vị hỏi nó có họ có nghiệp tốt hay không á thì nó như thế này nè. Ờ, cái uh, cái chánh kiến á, nó rất là quan trọng nó quan trọng nó giống như là một cái lực kéo vậy đó ờ, một khi mình có chánh kiến á, thì mình dù cho mình quý vị cứ nghĩ đi mình có một cái đồng chỉ mình chỉ có một cái đồng tiền nhỏ thôi Ha, một đồng tiền nhỏ nhưng mà một cái anh lực sĩ đó ảnh có thể tung cái đồng tiền nhỏ nó lên rất là cao và cái đồng tiền nhỏ đó nó sẽ trụ ở trên không trung đó, rất là lâu trước khi nó chạm lại mặt đất nhờ đâu nhờ cái lực của anh lực sĩ ảnh rất là mạnh chánh kiến cũng y chang như vậy nhờ chúng ta có chánh kiến khi chúng ta tạo phước cái phước cho quả rất là lớn và chúng ta hưởng cái quả đó rất là lâu trước khi cái quả đó kết thúc nhưng mà sư nó cũng có đồng tiền đó ừ, cho một cái đứa bé sơ sinh mà nó cho nó quăng lên thì nó chỉ nó cầm chỉ làm rớt cái đồng tiền nó xuống thôi nó cầm ở đâu nó làm rớt đồng tiền nó xuống ở đó thậm chí nó không biết quăng là cái gì mà nếu nó có quăng thì nó cũng rất là thấp và nó cũng sẽ rớt xuống ngay lập tức cũng y chang như cái người không có chánh kiến vậy khi họ tạo phước mà họ không có chánh kiến cái phước nó vẫn chỗ nhưng mà cái quả rất là thấp cái quả rất là thấp và rất là ngắn ngủi ừ đấy và cái tà kiến ấy, nó cũng cũng như là cái lực kéo vậy một cái người mà tạo cái ác nghiệp giống như là một cái người mà rơi xuống nước rơi xuống nước mà bị một cái lực kéo thiệt là mạnh ví dụ như cột vào họ một cái tảng đá 50 kg cột vào chân của họ đó hoặc là tổ vài trăm ký hoặc cả tấn thì họ chìm xuống chìm rất là nhanh rất là sâu nhưng mà một người đó một người đó à, mà tà kiến của họ ít tà kiến của họ ít cũng như cái người mà rớt xuống nước mà cái lực kéo chân của họ đó không có nhiều không có nhiều chỉ nhẹ nhẹ thôi nhẹ nhẹ thôi thì họ có thể miễn cưỡng họ ngôi lên được nếu họ có chìm á thì họ cũng ngôi lên rất là nhanh Tà kiếm y chang như vậy cùng một ác nghiệp mà mình có tà kiến á, mình đi xuống á, nó rất là sâu và rất là lâu và cũng ác nghiệp đó mà cái tà kiến của mình ít á, mình nó thẳng là mình còn có chánh kiến á, thì mình cũng đi xuống chứ không phải mình không đi xuống mình cũng đi xuống nhưng mà đi xuống rất là nông và rất là mau nha rất là mau lên chứ phải là mau xuống đấy cho nên cái Chánh kiến nó rất là quan trọng đúng là các cái nghiệp nó đều quan trọng hết nhưng mà cái nghiệp đó, đó mà nó đi kèm với Chánh kiến hoặc tà kiến nó sẽ tăng nó sẽ tăng cái tác dụng lên gấp rất là nhiều lần ừ.